chết rồi. Rồi vô ăn nghĩ này. Chân à, chân à, chân đâu? Chân đâu? Đâu đâu vậy? Ui trời kìa, con chó sợ coi vòi rồi kìa. Chó nó sợ kìa. Đâu vậy? Thấy thằng cắn đây. Chó sợ coi vòi rồi kìa. Câu giật hỏng mất hết cả rồi. Cái gì? Ơi ơi, mẹ con chó này, mày nó bị con gì cắn này, nó câu hiểu ấy kìa. Ở đâu? Kia 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 kìa. Mẹ con chó này, kia ông kia kìa. Đéo biết là con gì cắn này, câu hiểu ấy là đâu. Đâu ra xem. Mẹ nó cắn sắp chết rồi. Đéo biết là con gì vậy, mẹ nó cắn sắp chết rồi. Đâu? Kia kìa. Mẹ nó cắn sắp chết rồi. Rồi câu ầm nghĩ thế này. Chết rồi. Ê. Ôi ôi, chân. Chân đi, chân đi, chân. Chân á? Ừ. Đâu? Đâu đâu vậy? Kìa kìa. Ui giời kìa, con chó sợ co vòi rồi kìa. Con chó nó sợ kìa. Kìa. Ủa. Đâu vậy? Thấy thằng nó cắn đấy. Nó cắn. Đây thằng chó. Cắn nó mổ đâu ấy? Ui chó, mẹ nó cắn con chó sợ so vòi rồi kìa. Đi 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 ra đi. Đi ra nhanh, ui chó sợ này. Xuống nó anh ơi. Đi ra. Bố cẩn thận đấy. Ui ui. Nó bảo ơi, đâu con chó ấy, kinh thật đấy. Ui ui, nó bắt béo lên này. Ui nó bắt lên đây là nào con chó chả gấu. Chó chắc hôm nay cắt không ra máu. Ui con gì đấy, con chăn hơi con rắn hổ con chúa ấy. Hả? Hổ chúa. Hổ chúa. Bụng nó vàng này. Nó vàng. Sợ chưa? Nó hất được nó xuống không? Ui chết rồi sao ấy? Ôi cửa động đâu? Cửa gì vậy? Vẫn sống, vẫn sống, vẫn sống. Đâu quay lại kìa. Đấy, vẫn sống. Cẩn thận đây, tao hổ chúa cắn chết người đấy. Vẫn sống. Thằng nào là cắn chết đấy ạ? Người nó còn nào. Còn này nguy hiểm lắm. Này nguy hiểm lắm. Mày bắt đi đâu mà biết chó cắn? Mẹ đang đi đái. Vô gì thấy chó cắn. Ông chạy vào luôn. Em với Ngọc ở trong nhà có nghe thấy gì đâu nhỉ? Ôi kìa. Ngồi xa đấy làm sao thấy gì được, phải ra đây. Ôi cắn đấy kìa, nó xe xuống à. Xuống nước ấy. Hai ông kia tìm cách để này, nó vành lên này. Hai ui. Ui. Thấy không? Phải phân biệt xem là con này nó con gì mới biết được nhỉ. Ui cái đầu to thì đầu lát hổ chúa rồi. Đầu to này ui. Ui ôi. Ấy nó bắt rồi kìa. Ui. Dạ. Nó xuống cái sao ấy ạ? Nó rồi xuống ấy. Con này nó xuống để cho nó xuống đi. Xuống xong mình lấy cây mình giải quyết. Ui nó vặn người kìa, nó cắn chết đấy. Ui thằng nào. Thế cắn chết hay thôi để nó đi. Anh không mà xử đi nó vào đấy, cắn chó đấy. Thế nó lươn kìa, nó lươn xuống kìa. Nó lươn xuống kìa. Ui. Okay. Để bắt cây nó xuống. Để con hen bắt cây cho nó xuống. Cho nó xuống đây. Bắt cây cho nó xuống đây để mình bắt nó đấy. Xuống đi. Thang đấy. Không xuống rồi. Nó làm thang cho nó đấy, làm thang cho mày xuống. Đấy. Ê, nó xuống kìa, nó xuống kìa. Nó xuống. Làm thang cho xuống. Không xuống. Đấy. Xuống mà, có xuống xuống đi, xuống đi. Bắt cầu mà. Bắt cầu đi xong rồi xuống đi đi. Anh cho cái đầu xuống. Đấy, bắt cầu. Xuống đi đi, xuống đi đi. Đấy, bắt đầu đi xuống. Đấy, thật ra nó cắn đấy. Sai. Nó mổ. Bụng đau đấy. Đi đi, đi xuống đi. Xuống. Xuống đi, xong rồi bọn tao thả mày đi. Thôi đây, nó xuống này. Xuống đi. Đấy, xuống đi. Ui dồi ôi, nó đéo xuống làm đây rồi. Xuống đi rồi, bò về nhà mày kìa, nhà mày. Khổ này. Nó khì rồi. Chưa. Khì đấy. Chưa. Nhà mày đâu, mày về đấy nhá. Nó khì xuống rồi, nó xuống, để nó xuống được anh ơi, nó xuống đi. Xuống cái này.
Kéo nó để xuống từ từ luôn. Chứ làm mạnh nó sợ đấy. Thì cái này mình không nên làm mạnh ấy. Chân rắn mình cứ thấy ở nhà mình cứ xùa đi các bạn ạ. Đừng bắt. Bây giờ phải tìm cách bắt nó đi đây, nó xuống đây nó bắt đi kìa. Nó xuống đất đi, đè đầu nó bắt đi. Để nó xuống đi, đè đầu bắt. Mới để xử lấy xong rồi chấp lừa thả nó lại trở xùa nó về với tự nhiên. Cuốn đây này. Nó không chịu xuống, cuốn đây này. Xuống khôn lắm. Ở đâu nào, về đây nè. Đấy, 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 nó xuống đấy, đấy. Cái đất này chim đậu các bạn ạ. Đấy, nó xuống đấy, nó xuống đấy. Nó xuống này, xuống này, xuống này. Nó xuống này. Bị lấy cây đè đầu, thả nó đi nhá. Xùa nó đi, đi ra nó này. Xùa nó lại bảo là con chó, bắt nó chuyển nó sẽ đi ra khác thôi. Chuyển nó đi núi kìa. Em lại thả lên núi. Vô đầu, vô đầu anh ơi. Em báo. Nên nửa nửa túng cái đầu á. Có phải đè đè không? Có phải đè không? Ừ. Đấy. Cẩn thận, cẩn thận. Cẩn thận. Đi sang đây mới mổ được. Vào đấy nó vướng. Này, phòng ra đây này. Ui dồi ôi. Túm rồi, túm rồi. Cầm đuôi, cầm đuôi, cầm đuôi, cầm đuôi. Ui dồi, nó cắn. À không phải. Cầm đuôi. Con này. Ôi trời ơi. Ui này này. Con to khổng lồ luôn các bác ạ. Này. Này. Quá. Này. Ai còn nó quấn tay đi. Ừ. Ủa con này phải hơn chục. Ôi ôi ai ai ai. Kinh. Ôi. Con này phải hơn chục ký vậy. Con này phải hơn chục. Đấy quấn mất tay rồi. Ui giời. Quấn này. Ai da. Ai da. Nó ui nó quạt tay này. Thôi 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 cho đây kìa. Ui giời ơi. Cho ra đây rồi. Cho ra đây chứ. Sợ chưa. À à. À nó quấn, nó quấn. Đây, chó này. Ai, chó cầu. Cơ. Nó bẻ cái tay. À, ui, ui, à, ui. À. Ui. Quá. Bỏ tay ra đi anh ơi. Nguy hiểm đấy. Ui giời ơi. Đấy. Ui. Đấy, nó xuống, ui, nó xuống nhanh thế. Ôi, nhanh vậy. Xuống hơi nhanh đấy các bạn ạ. Con này nó cắn thì nó chết toi thôi. Nguy hiểm chơi. Để nó bò đi. Hả? Hay là bế thả lên núi nhá. Yeah, nó ăn nó ăn chó đấy. Một cặp chó luôn. Hai con chó ăn chục nghìn.